Khổ dễ sợ. Làm bầu xô đâu có sung sướng gì đâu. Ban nhạc tới hết rồi ca sĩ không tới, coi được không? Không, 0908625541. Mua điện thoại có 1.8 triệu, sửa 4.2 triệu rồi đó. Bị bể màn hình không chứ không gì hết. Bị giận ca sĩ. Alo, mày tới chưa? Tao khổ quá rồi. Trả tiền đủ mà. Nhanh giùm cái đi nha. Tối nay là tiết mục của em đó, nghe không? Còn con nữa đây nè. Không, chín nước mẹ rồi. Trời ơi, mời tốn mấy tiền tiểu nữa. Alo, cho tôi gặp con Phượng đi. Tối nay nó hát ở chỗ tôi mà. Cái gì? Nằm bệnh viện rồi hả? Sao vậy? Hú hồn. Má ơi trời ơi trời. Nó làm gì chuyện động trời vậy? Vậy nói bác sĩ truyền nước biển cho nó đi ngang. Yên tâm cứ truyền nhiều nhiều vô đi, tiền bạc nó lo. Vậy đi. Khổ quá mà bể điện thoại rồi. Tối nay là hai đứa nó hát chung với nhau. Mà giờ con nó giật chồng ta, người ta quánh ghen cái mặt bầm như cái rổ xào. Ai hát hòa vậy đây? Còn cái con quỷ mà trợ lý của tôi, nó quản lý sân khấu nó đi đâu rồi? Dĩ dạ. Dĩ dạ ơi, dĩ dạ. Dạ. Đó. Rồi, con bánh bèo nó ra tới rồi đó. Dạ, ông Bảo kêu, ông Bảo. Tôi là ai bà? Dạ. Bà đi làm gì mà giờ này bà còn xách bắp đầm mà đi tơn tơn vậy? Sao mắc cười quá, ông Bảo mắc cười quá. Phải hiểu hai giới tính nó rõ ràng khác nhau. Đàn ông thì xọt cái quần vô là đi, còn phụ nữ là còn nhiều cái nữa đó. Phụ nữ bà nội mày, thế rồi mày coi không được nha. Mày đi đâu mà giờ này mày còn không lo sân khấu sân khía, mày bỏ mày đi vậy? Thì đi làm móng tay móng chân với lại tại tế bào chết. Tao lấy dao tao nạo mày chết à. Mày tên Long. Giờ này mà còn tẩy tế bào chết, tao với mày chấp chết tới nơi rồi. Ông Bảo nói sao chứ, vé bán hết trơn rồi sợ gì nữa trời. Vé bán hết mới sợ, vé bán hết mới sợ nghe mày. Trời ơi, bán hết vé mình giàu chứ đâu sợ trời. Giàu mà không có ca sĩ khán giả ta cào mặt mày. Rồi có rồi, tới đây tiết mục Đinh là con gái hát với mẹ đó. Hai đứa nói là hổng này bán vé quá trời bán rồi. Con mẹ bị hốt cho bệnh viện rồi. Nghe, con mẹ đi giật chồng ta hốt vô bệnh viện rồi. Bây giờ còn mình con thôi. Trời sao con ngu dưới trời, chồng người ta là giật chi trời. Tôi này không bao giờ giật chồng. Xài một đêm trả lời. Mai mốt giờ mày nằm bệnh viện mày nói tại sao tao ác nha. Cái đó là do mày nghe chưa. Sao làm sao kiếm được con, trời con vô khách sạn đâu bao giờ đưa chứng minh nhân dân. Mày đưa chứng minh nhân dân rồi cũng ai nhìn ra mày đâu ha. Ờ vô cái. Bây giờ sao nè? Dạ. Đứng nói dần lên hoài. Bây giờ đơn giản lắm. Bây giờ mày kiếm con nào hát thế vô tao cái đi. Để đó con tính cho. Đời mà không có gì phải hấp tấp. Có rồi. Bây giờ là cái con phi nhũ là vẫn bình thường đúng không? Cái con phi nhúng này nó vẫn hát bình thường. Còn cái con mà con kia là con Phượng là bị trong bệnh viện rồi. Bây giờ để em thế vô chỗ đó được không? Con lại mẹ ha. Cái giọng của mẹ như con vịt đực. Bà hát lên cho người ta phá bảy bẻ rạp tôi hả chi? Mình phong cách lạ, mặt nữ nhưng mà giọng nam. Thôi dẹp đi. Body ở giữa đó. Body bà thấy gốm à. Trời ơi nói sao chứ. Ngực chúng ta đích Cà Mau. Ngực Vũng Tàu đích Cà Mau, nhưng quan trọng cái bụng này nó nằm ở khu nào nè. Nó nằm chàm hết nguyên cái miền Đông Nam Bộ này là coi như thua rồi đó. Mà sao xạo hoài. Bây giờ mày lo cái chuyện đó giùm tao cái đi. Dạ ơi. Không có là tao đập mày à. Dạ ơi bầu vô đi. Trời ơi. Khổ ghê à. Mày xưa tao điện thoại nha. Tao khổ quá mà. Trời ơi. Người đâu mà lép xẹp mà trời không có gì chơi. Nè nè mày đừng đụng chạm tới cái chuyện đó của tao nha mày. Hả sao mày vô duyên vậy? Không phải. Tao tự bào, tao tự nuôi thân tao nha. Phải, tại vì nhiều khi mình nhìn bây giờ tao hỏi mày nè. Bây giờ nè, mày ăn được, mày lên ký thì mày siêng năng mày ăn. Tao ráng ăn, nó vẫn không lên ký ăn, chi cho phí. Đúng rồi, phải thực tế. Thực tế vô cùng. Mày lo giùm tao cái đây. Giết. Dạ. Dạ.
Mày điện thoại mày kêu con nhúng luôn nha. Dạ dạ. Tao vô tao bấm hai cái nó nứt luôn rồi. Trời ơi. Giờ hết cảm ứng rồi. Bây giờ cảm xúc luôn rồi. Mày kêu con nhúng giùm tao. Cái đoàn này giết giống như tôi làm trưởng đoàn hả trời. Giết thì không ai mà. Alo. Ai đó? Tôi đây. Ừ. Thôi tháng sau đi nha. Ừ. Trời ơi, gọi lộn bà chủ hụi nữa chứ. Má ơi, khổ dễ sợ à. Bị bà chết luôn á, số giờ giống nhau á. Alo. Bình Bình. Bình hả Bình? Ừ. Có show, có show. Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, hãy nắm lấy. Ờ, à, có show, một bước lên mây nha. Qua đi, qua đi, ừ, ừ. Qua đoàn đi, ừ. Đoàn sắp biểu diễn rồi, ừ. Có máy đi, ừ. Hả gì, đang trời ơi, sao anh, đàn ông mà sao thô thiển vậy? Mà xong đi nói chuyện như vậy, thì đang làm nói chuyện ra. Trời ơi, cho cách cha ăn mà cũng nói chuyện nữa. Nó ở miền Tây mà nó cho cá cha ăn là hiểu rồi. Mày đi kiếm ông nội bà hả bà nói? Ê đây! Cái gì vậy? Kiếm dành hả? Ê da! Bán nghề thì không bán thân nha. Dễ dãi lắm nè. Anh kêu em qua đây có chuyện gì không anh? Cá ăn xong chưa mà đi lẹ vậy? Cá xong rồi. Sao nhanh vậy? Xong rồi. Này, đây, cúi gió, đứng cúi gió đi. Sao vậy anh? Em kỹ lắm, em sạch lắm, anh yên tâm đi. Ai cũng nói vậy thôi chứ còn trong nó sao biết. Ủa anh kêu qua đây có em chị gì không? Show. Show hát hả? Phải hát đó đúng không? Thôi em thích hát lắm. Mới kèm bạn gì? Anh. Về luôn đi. Ô, gì? Ấy, muốn kêu ấy bằng cái gì? Trời ơi, đồng loại hả má? Má chị. Nghe đồn có hai đứa con rồi mà. À chế rồi chế. Có con xong cái chắc là lo bổn tròn bổn phận gia đình, xong bây giờ ra quẩy phải không? Chế 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 kêu qua đây có chuyện gì không ạ? Làm ca sĩ chứ làm cái gì? Cuộc đời mình nhiều khi nó trôi qua lặng lẽ lắm. Thoáng qua một giây cũng chụp lấy, đó là cơ hội. Hiểu chưa? Có một cơ hội này. Tối đây hát. Chịu không? Dạ chịu, có hát là được ạ. Ừ. Dạ. Hát xong qua nhà em chơi. Tối qua... qua nhà... ừ. Chơi à? Hát, sau khi hát xong á. Dạ. Ừ. Qua, qua nhậu à? Rồi, hát đi rồi tối nhậu gì, nhậu sao? Dạ, dạ, dạ. Ừ. Đó. Làm ca sĩ. Tối nay là cái con ca sĩ mà hát chung với chị Phi Nhún á. Là nó bị... nó giật chồng người ta, quánh bầm mặt rồi. Có chị trong đó không? Tao đã nói rồi, tôi không bao giờ giật chồng người ta. Mình là phụ nữ, mình không thể nào giật chồng của một người phụ nữ khác được. Hiểu không? Dạ. Hãy để họ tự đến rồi họ tự đi. Không bao giờ giật. Giật vô phân hóa. Nhưng mà chế cho em hát ở đâu? Đại em định mua này. Vé. Em mua vé để em coi nè. Hỏi em, mua em, vé. Gia đình mua 25 vé rồi. Kỳ cứ dành cứ vô. Vậy là trả vé lại ha, không vô không. Trời ơi. Được không? Có cơm ăn phải cho người ta cháo húp chứ trời. Dạ. Mua giờ thôi trả lại sao được. Dạ. Ta mua lấy show vậy ta trả hết chịu không? Bây giờ vậy nè, tập cái bài Con Gái Của Mẹ hát chung với Phi Nhún. Hiểu không? À. Phi Nhún đóng vai con, anh đóng vai mẹ. Dạ, thì làm gì em thay đồ quá, em may đồ vest ha. Đóng vai mẹ mày mặc sao mặc đồ vest? À. Đóng vai mẹ sao mặc đồ vest? Chứ em bận đồ gì? Cái gì mà nó ấy ra được thôi. Được không chế? Được hết. Cái tướng em bự lực gì nè, đàn ông quá trời, tự nhiên giả gái sao? Cái được? Chuyện đàn ông ở Google nó giải quyết sao? Nghe. Còn không cần phải hỏi tôi đâu. Rồi sao em có vợ được? Chưa cũng đàn ông vậy. Chờ chờ chú tụng đá banh vậy. Chơi banh chứ bây giờ bấm luôn này thấy không? Cho nên đừng nói trước gì chờ á. Cuộc đời đừng nói trước gì hết. Nghe chưa? Dạ. Hỏi bây giờ cho thay đồ đi. Dạ. Rồi vậy hả? Chứ hướng em nghe phải cho em hát nghe mới. Đi rồi. Em giận chế lắm á. Vô thay đồ đàng hoàng nghe chưa? Cái gì đẩy được thì đẩy, cái gì ém được ém nghe chưa? Trời ơi đàn ông đi cái đích gì hết không? Xong hết trời. Xong hết trời. Nào. Xong rồi. Thiệt là xong không? Với con mắt nhìn đời của con, bà yên tâm. Bây giờ con nhúng đâu? Ủa vậy? Thấy không? Vậy mà mày kêu xong rồi. Sao nó không mất máy trời? Trời ơi. Cái gì? Tới, tới rồi đây, khỏi gọi. Ủa, tới rồi kìa, tới rồi kìa. Tới rồi, khỏi gọi. Trời đất ơi.
Đi hát mà sao giờ này mới tới dữ vậy? Trời ơi, ông nói sao vậy? Ông trả tiền ít quá thì con phải đi hát, con chạy show chứ. Trời ơi, tôi có trả tiền ít tôi cũng nói với cô rồi. Chừng nào tôi lỗ tôi xin. Mà tôi đâu có xin nhiều. 10 triệu tôi xin tôi đưa cô 2 triệu. Trời ơi. Vậy thôi, tôi đâu có xin nhiều đâu. Rồi, lưu ta 12 triệu đưa 10 triệu. Đó, bà nói đi. Tao quánh mày ha. Mày toàn là ăn cơm nhà mà đi lo chuyện hàng xóm không à. Đêm 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 mà. Tao nghe nè. Gì? À, chuẩn bị hát giùm nghe. Mà tối nay á, con Phượng nó bị người ta quánh. Nằm bệnh viện rồi. Giật chồng người ta. Bà lanh quá. Trời kỳ vậy, không có chuyện giật đi giật chồng người ta. Nhỏ ngu đi thì giật chồng người ta. Vậy hả? Tình đến tình đi, tình vội vàng ra đi vậy thôi. Mày đứng mày giảng hoài đi nghe. Nhưng mà ông chủ à, con hát chung dài. Nó lo rồi, có ca sĩ hát đàng hoàng. Thôi đi, ca sĩ mà ca sĩ có tên tuổi, ca sĩ tào lao làm sao con hát con mà. Sao mấy bà có quan niệm mày có tên tuổi mới hát tên tuổi? Để không có tên. Cái gì? Khán giả yêu mấy chục năm rồi, nghe có một bài cũng không bể tiếng đâu, đừng có lo. Tôi nói này tôi mới bể nè. Tôi nói quá tôi bể tiếng rồi nè. Giờ là mơn hát giùm tôi cái đi, nghe không? Mày đã chuẩn bị chương trình cho đàng hoàng đó. Ông bầu vô đi, để con nhúng này sao nó nhiều chuyện thiệt nha. Để con. Ngày xưa cái tên nhúng của nó cũng tao đặt đó. Mày thấy tao đặt cái tên hay không? Phi nhúng. Tôi không có trả hai chút nào hết. Tại sao đặt phi nhúng vậy? Con nào phi không nhúng. Tôi đóng mẹ hay là tôi đóng con vậy? Đúng con. Trời ơi, đóng giai mẹ. Cũ phải giai cũ phải không? Giai cũ thì tại vì cái giai bà con là giai bà lâu rồi. Hiểu không? Còn nó là đóng mẹ, nó mới vô phải đóng mẹ. Nhưng mà bà xua phải không? Được phải không? Hay lắm. Trời, nó hát một cái thôi là nhức cái nách. Nó đâu rồi? Rồi, hát đi hai đứa, vô. Mẹ. Chị. Hôm nay ngày vui của con, sao mẹ lại diện dữ vậy? Hôm nay ngày vui của con, nên mẹ diện gì để mới kiếm một ông nào đó để lo cho mẹ. Mẹ định bỏ con hả mẹ? Mẹ không bỏ con đâu. Con. Dạ. Mẹ hát cho con nghe nhé. Dạ. Mẹ thương bao con thân gái đùng trương. Con đi lấy chồng, giờ thì ba má chịu cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân, lỡ mai về bên khó lòng. Người ta xem chẳng dễ gì đâu. Họ hàng cô bác thì đông, mẹ chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói năng lừa lời. Con cảm ơn mẹ. Hay quá. Ơi, ơi. Cảm ơn mấy mẹ, hay quá. Bầu ơi bầu. Nghe được không chị? Bao bao xong đi bao. Trời ơi, chị đẹp quá à. Tóc thì dài nè. Mày kiếm cái con mẹ này ở đâu vậy? Con mẹ này giống tóc kìa. Chị cũng đẹp nữa. Ca sĩ mới, em ơi, ca sĩ mới. Đừng có đụng vô em ơi. Sao vậy? Hàng hiện vật không đụng vô được chị. Cho em đợi chút đi. Ở đây tao vô tao làm lương gái nghe. Chị nói nghe nè chị. Chị có bồ chưa? Chị chưa có bồ nhưng mà có chồng rồi. À chị. Hả? Chồng chị làm nghề gì? Lương tháng bao nhiêu tiền vậy? Lái xe ôm em à. À lái xe ôm hả? Ờ tháng bao nhiêu tiền? Tháng 7 triệu. Chị đẹp trời quá à. Lái xe ôm tháng 7 triệu. Trời ơi, chị lái xe ôm tháng 7 triệu. Trời, chị đẹp lắm luôn á chị. Trời ơi, mai mốt đó nè. Mai mốt là chị nổi tiếng rồi á. Chị nhớ kéo em đi hát luôn. Đúng nha rồi. Thế ông em ơi, chị á, yêu nghề thôi. Chủ yếu là chị được đứng trên sân khấu. Đứng dưới sân khấu quý vị ạ. Trời ơi. Để hát cho mọi người nghe. Hai đứa mới gặp mà sao thân đem vậy? Đem lời ca tiếng hát của chị để phục vụ mọi người là chị mãn nguyện lắm rồi. Trời ơi. Nè, em á là thần tượng của chị bao lâu nay. Ủa vậy hả? Không, chị ha, chị ca, chị hát, chị tắm chị cũng hát. Vậy hả? Chị ra đồng chị cũng hát, chị đi cá tra ăn chị cũng hát, chị cũng hát. Hả? Trời ơi, chị thần tượng em chị. Hả?
Gặp được em chị mừng lắm. Vậy hả? Trời ơi, mừng ghê luôn chị á. Chị nói chị khiêm tốn quá. Trời em thương quá. Yêu, đáng yêu quá chị ơi. Yêu. Ê, đáng yêu, đáng yêu. Hả? Đáng yêu lắm luôn á chị. Vậy chết cha rồi. Đi đâu được? Quá rồi ha. Hai đứa đang vắng phở. Cái con quỷ nào đây? Nhà nói. Nói cái gì? Đánh ra đi. Trời ơi, hai đứa đang vắng phở. Quán đang đông ơi là đông mà ổng đỡ lần nào ổng bỏ tôi ông đi tò te tú tí con quỷ áo đỏ này. Cái gì? Đánh ra đi. Hả? Bố ba làm gì? Anh tránh ra coi anh sàng sàng vậy hả? Ăn mặc như con điên con khùng vậy. À, chị nói nghe nè, chị nói lộn rồi. Cái này là bánh bèo mà, đâu phải đâu. Chồng hai người ôm môi hả? Cái gì ôm môi gì? Anh đi tò té chú tí với bà này đó hả? Dạt ra coi. Trời ơi chị Phi Nhung. Trời ơi chị ơi em thần tượng chị đóng chị ơi, em yêu chị đóng chị ơi. Cái gì vậy? Trời ơi em thích nghe chị hát lắm chị ơi. Trời ơi chị đẹp quá, mà sao chị đi giật chồng em vậy chị? Cái ô, gì? Hiểu lầm em à. Hả? Chị đẹp ơi. Chị đi giật chồng em vậy chị? Trời ơi chị giải thích mà. Chị phải có sĩ diện chứ, giải thích cái gì? Ôm nhau, yêu nhau mà, đúng không? Tôi đâu có hả? Không có cái gì nè, này là chồng tôi nói cho chị biết nha. Chị đừng có tò te tú tí là chị coi chồng tôi đó chứ. Này nè, chị nhìn lộn rồi, này là con gái mà chị, đâu phải con trai đâu. Con gái cái gì? Nhà. Chị nhà nói. Nói cái gì, anh có thể dối gạt ai được, nhưng mà không bao giờ dối gạt tôi được, anh giả gái đó. Đó là con đàn ông nè, đây nè, đó nè, quen một con nè. Hả? Thấy chưa? Đó, bây giờ sao? Hả, nghệ sĩ mà đi giật chặt người ta hả? Chị là mém gì thôi, tao kêu bằng mày luôn đó con quỷ cái. Ê, con hồ lên tên. Nói nghe nè. Nói cái gì? Ê, sao? Mày có biết cái guốc này là gì không? Ôi, guốc tao cao nữa. Nè, chơi luôn không? Mày có tin là bộ ca sĩ không biết bánh mày hả? Mày nói cái gì? Anh xin nào? Cho xin. Dạ sao? Mất dạy không à? Trời ơi, nó chửi tao là ca sĩ, người ta cũng có bánh mày vậy, mày có tin không? Mày chửi tao mày. Nghe nè, tôi không hề có lỗi. Dừng lại. Trời ơi. Cái gì vậy? Anh đừng có cản tôi, để tôi đi. Cái gì vậy? Em đi, đi. Xong rồi. Ê, con này. Coi đi, ông coi đi. Con hát với nó nè, mà nó vô nó nói con là giật chồng. Khán giả nha, bà dạ, hiền lại dạ, chút em, nha. Bà hiền gì? Lại chút. Dạ, con nha. Biết. Ăn rồi hết chửi trên báo, có chửi trên sân khấu luôn hả? Quỷ gì đâu không? Mày làm gì mày vô đây mày quậy đây? Cái con thú nhúng này nó giật chồng tôi nè. Tao đập mày cái đi phục hồi, phục nhúng bây giờ đó. Bình tĩnh em. Ai giật chồng mày? Chồng mày đâu? Nói cho bà nghe nha, tôi cứu chồng mày. Ông chủ sẽ là. Mày đứng cái sĩ tao muốn. Mày lôi lại coi mày đứng đó. Bà nội mày đứng mày múa không? Trời có lỗi gì đâu trời, đẹp không hề có lỗi. Mày đó nha. Ủa chứ cái bà mẹ kia đâu rồi, còn ở đây là ai đây? Bà đó. Bà đó. Mà nó dám nói con là giật chồng nó đó, ông chủ coi thử coi. Con cứu nó mà. Mày đứng mày nói coi ai đây? Để con nói từ. Em ơi, không có người hát bí quá con mới kêu thằng Bình. Bình là ca sĩ mới đi hát. Trời ơi, thằng Bình con ơi. À, nó lấy nghệ danh là Bình Bình, cho nên nó không nổi tiếng được. Hèn chi nãy con quên con hát con dựa vô vú nó. Trời ơi, nó dựa vô vú luôn kìa. Em ơi, vú giả. Thôi mẹ ơi. Chị nó có bình thường quá mày chị đâu. Mày lông răng. Dựa vô thì bình thường, cho dựa cái coi. Không á. Rồi sao, nói tiếp. Không có ai hết. Thì con quen với Bình, xong con nhờ Bình đóng giả bà mẹ. Đó, chứ kìa bà đóng mẹ đâu biết, bà đâu chịu đóng đâu. Ủa mà sao nó hát được giọng nữ vậy? Trời ơi, nghề của nó mà. Hồi xưa là nó hát giọng nam mà. Có một bữa nó qua nhà xóm chơi, bà cái chửi con nó qua nó tạch được luôn. Bà kia mới chửi, bà chửi, thằng này tạch một cái. Thôi rồi, ta đã sao nhau. Hát được luôn. Đó thấy chưa? Mà vô thôi được rồi, hiểu lầm thôi. Đó, nghĩ sao tự nhiên mày cái này á là tại vì cái bà này. Chưa. Đây là cũng bà luôn nè. Cái bà này á bà mới kêu chồng của em. Chứ không phải là cố tình đâu. Ông bầu ơi, con xin lỗi ông bầu. Không có sao đâu con. Con đam mê ca hát quá ra con. Vậy nè, hát với Phi Nhung vậy là cũng được rồi. Ờ. Ê mời mốt ổn rồi tao hát luôn đi. Dạ, nếu ông bầu không giận con thì cho con một cơ hội. Rồi được rồi, vậy để ta cho cơ hội còn con này á về lo công chuyện nhà đi để cho nó phát triển sự nghiệp nó nghe không? Dạ xin lỗi bị ghen quá nên hơi hồ đồ, dạ xin lỗi vì thú nhúng dạ. Tới đấy, xin lỗi ra đi. Nè mấy mốt đó nghe nè, đổi bộ đồ khác đi, quốc cao quá. Cao tới mặt luôn hả? Chị mà ganh tị hả? Thôi được rồi, ấy vô chuẩn bị tập bài khác đi rồi ngày mới hát nghe không? Dạ, con biết rồi. Đi. Thôi bây giờ ca sĩ rồi, không mặc đồ bình thường nữa, đi qua đây làm móng tay móng chân với chị. Trời ơi.
Mày cứ ăn móng tay chân hoài. Mình đã đi chung trên con đường gian dở. Mình đã rêu nêu nghe trước để mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang.